Chở bố đi chơi. Ồ, đã 5 giờ 15 rồi sao? Đã quá giờ giao xe rồi. Tạm thời không đón khách. Bác Tài ơi, cháu muốn ngồi xe của bác. Bác có thể cho cháu được ngồi không ạ? À? Xin lỗi cháu bé, bác chỉ dừng xe ở đây một chút thôi. Cháu chỉ đi tạm một trạm thôi mà. Cháu cảm ơn bác Tài. Thôi được rồi, bác cho cháu xuống đây được rồi. Vì cháu chỉ có đúng 3 đô thôi à. Cứ để bác đưa cháu nốt trạm nha. Cháu cảm ơn bác nhiều lắm bác Tài. Tạm biệt cháu. Kia chẳng phải cô bé mọi khi đó sao? Chào cô bé, sao bao nhiêu chiếc xe giống nhau? Cháu biết là bác. Đó là bí mật nhỏ của cháu. Hôm nay bác cho cháu đi một trạm tiếp nha bác. Được rồi, lên xe đi cháu. Cứ như vậy, hằng ngày bác Tom Danielson đều đến đón cô bé trước cổng trường. Chuyến xe 3 đô đi một trạm trở thành thói quen không thể thiếu của hai bác cháu. 2 năm sau. Bác Tài ơi, cảm ơn bác thời gian qua đã cho cháu đi nhờ nha. Cháu đã thi đậu vào trường cấp 3 Mesa của bang. Thời gian tới cháu sẽ ít về nhà hơn đó. Chà, vậy thì hôm nay ta sẽ đưa con về tận nhà luôn. Nhưng mà cháu không có đủ tiền. Lần này thì miễn phí. Đến ngã ba phía trước, bác có thể cho cháu xuống được rồi bác ơi. Được rồi cô bé. Dạ, con cảm ơn bác Tài. Khoan đã cô bé. Bác có một món quà nhỏ tặng con. Cháu sẽ giữ gìn nó thật cẩn thận ạ. Ôi, trời ơi, mình quên không hỏi tên của con bé mất rồi. 10 năm sau. Xin chào thính giả đang nghe chương trình Nhắn Gửi Yêu Thương. Có một lời nhắn gửi của một cô gái gửi tới bác tài xế 10 năm trước lái xe của công ty Victory Luca. Số xe là BX2409. Nếu bác nghe được lời nhắn, bác hãy liên hệ cho cháu theo số điện thoại 064-354-789. Hả? Ồ trời ơi, ai vậy? Alo, là bác đúng không hả bác Tài? Cô là... Bác quên cháu rồi hả? Cô bé vẫn luôn nói câu cảm ơn bác Tài đó. Là cháu sao cô bé? Dạ vâng, cháu muốn hẹn gặp bác ở quán cà phê Loza được không bác? Được, ta sẽ ra đó ngay. Bác Tom à, là cháu đây. Bác Tài, trong lòng cháu luôn biết ơn bác. Cháu dạo này thế nào rồi? Dạ, hiện tại cháu đã có một công việc ổn định. Trông bác cũng già đi nhiều rồi. Bây giờ bác vẫn chạy xe taxi chứ bác? Ta vẫn chạy taxi. Ta muốn hỏi cháu, năm đó sao bao nhiêu chiếc xe đậu gần đó mà cháu vẫn nhận ra chiếc xe ta lái mà chờ? Dạ, thực ra chiếc xe đó ba cháu cũng đã từng lái nó đó bác. Bà cháu cũng lái xe taxi cùng hãng của ta sao? Hôm nay sao ba đón con đúng giờ thế ạ? Giờ thì ba con ta về nhà thôi. Lần đó là lần cả nhà cháu cùng nhau về thăm ông bà ở bang khác. Vì để mang được nhiều đồ, ba của cháu mượn xe bánh mì của người bạn. Liệu chúng ta có về được đến nhà ông bà không ba? Bà hứa sẽ đưa con đến nhà trước lúc ông bà làm món bánh cookie thơm lừng. Cháu may mắn thoát qua khỏi lưỡi hái của tử thần, nhưng lại bị thương nặng ở chân. Sao dạo này bọn tớ không thấy ba của cậu đến đón cậu nữa vậy? À, mà xe ba tớ đến kia rồi, tạm biệt nha. Chiếc xe taxi mà bác đang lái cứ in mãi trong óc của cháu.
trường bác tặng cho cháu, cháu luôn mang theo bên mình. Chúc cuộc sống của con cũng như tấm huy chương này. Tấm huy chương ấy là của con gái bác được thưởng trong kỳ thi Olympic. Con chào ba, ba chờ con có lâu không ạ? Con có món quà tặng cho ba nè. Thật sao? Đây chẳng phải là huy chương vàng Olympic ư? Con tặng cho ba. Cảm ơn con gái. Bác sĩ, con gái tôi... Cô bé đã ung thư não giai đoạn cuối. Chúng tôi đã cố hết sức rồi. Cầu xin Chúa, hãy cứu lấy con gái con. Ngày đó, bác luôn đưa con bé đến trường và chờ nó tan học chỉ để nghe những tiếng thân thương. Cảm ơn ba. Tạm biệt ba. Tạm biệt bác Tài. Ơn này của bác, cháu sẽ ghi nhớ suốt đời. Ừ, con hãy cho ta biết tên của con. Dạ, cháu tên là Linda Sandel. Linda Sandel, phó tổng giám đốc trẻ nhất của công ty đa quốc gia, niềm kiêu hãnh của thành phố San Houston. Hả? Ừ, trời ơi, đúng là con bé năm xưa. Bây giờ cũng đã là doanh nhân trẻ thành đạt rồi. Ôi trời ơi, đây... Bác Tài, đây là lợi tức của yêu thương. Số tiền này là lòng biết ơn của cháu dành cho bác suốt hơn 10 năm qua. Cái vốn vô giá của ân tình này thì vĩnh viễn ở trong lòng cháu. Cảm ơn bác rất nhiều, bác Tài. Chuyện của Sóc Nâu. Thỏ à, những củ cà rốt của cậu chắc là ngọt lắm. À, Sóc Nâu đó hả? Đang vào đúng mùa vụ nên tớ nghĩ chúng sẽ ngon lắm đấy. Cậu có muốn ăn không? Cầm lấy một ít về nhà ăn đi. Thôi, không được đâu. Cậu trồng được những củ cà rốt này đã vất vả lắm rồi. Tớ không thể lấy của cậu được. Hay là chúng ta đổi đi nha. Mình cũng có ít hạt dẻ rất ngon ở nhà nè. À, thế cũng được. Lâu lắm rồi, mình cũng không được ăn quả hạt dẻ nào. Vậy cậu đợi một lát rồi mình về lấy nha. Nhưng mà những quả hạt dẻ to thế này đem đi đổi thì tiếc quá. Hạt dẻ của mình lại khó kiếm và ăn còn ngon hơn cà rốt mà. À, phải rồi, mình chỉ đem đổi những hạt nhỏ thôi. Như vậy lại có thêm được nhiều củ cà rốt nữa. Thỏ chẳng thể nào biết được. Hạt dẻ của cậu đi kiếm ở rừng hả? Chắc sẽ béo lắm đây. Cậu thật tốt với tớ. À, ừ, tớ sẽ mang những củ cà rốt này về chia cho em tớ ăn nữa. Tớ về nha. Vài ngày sau. Cái gì vậy em? Em đổi quà đó. Anh xem có nhiều thứ ngon lành không này. Em đổi quà sao? Dạ, nhưng cái lần trước anh đổi với anh Thỏ đó, có phải chúng ta vừa có hạt dẻ lại vừa có cà rốt béo ngọt mà ăn không? Vậy là em mang những quả hạt dẻ anh cất sâu trong tủ ra đổi hả? Dạ. Bạn nào cũng khen hạt dẻ nhà mình ngon đấy anh à. Anh xem nè, em đổi được bao nhiêu là thứ. Trời ơi, ngốc ơi là ngốc. Sao không hỏi? Biết đâu em bị chúng nó lừa rồi sao? Xem nào. Là măng của ai đây? Ờ, của bạn Nhiếm à. Cái con Nhiếm xảo trá đó, đâu lại mang những củ măng vừa già vừa nhỏ đổi cho chúng ta nhằm được lợi. Nó còn nhiều măng ngon hơn cất ở trong nhà đó. Em thấy đâu phải đâu. Măng vừa to vừa non thế cơ mà. Em thì biết cái gì. Sao không hỏi trước mà đã tự đi đổi rồi. Thế nào cũng có đứa nó lừa cho xem. Này, chắc là quả thông già đây mà. Này, chắc là nấm còi đây mà. Chả có thứ gì ngon lành cả. Em mau đi đổi lại hạt dẻ về đây ngay cho anh. Không thể bị lừa thế này được. Em...
Em nghĩ không bạn nào làm thế đâu. Không nói nhiều, bảo sao thì làm thế ấy. Em cứ dại dột thế này suốt ngày sẽ bị thiệt thòi mất thôi. Lần trước anh chỉ mang những quả nhỏ đi đổi thôi, chúng ta vẫn có cà rốt ngon lành mà ăn. Như vậy mới được lợi chứ, hiểu chưa? Dạ, em biết rồi. Mình phải đi theo nó, xem đổi chác thế nào. Hiền quá rồi, cứ bị thiệt suốt. Đúng là tiếng sót em rồi. Mình đã bảo đi đem trả lại, còn đi la cà đây. Mùa này măng mọc nhiều, sao em lại đào toàn măng nhỏ thế này? Mình nói chẳng sai mà, con nhím này lại mang măng nhỏ ra nấu cho mọi người ăn ấy mà. Còn thức ăn ngon, nó lại chả giấu đi. Em mang hết măng to đi đổi cho bạn sóc nâu với bạn khỉ rồi. Chỉ còn có thế thôi. Để mấy bữa nữa em đào được, em lại mang măng đổi cho anh nha. Còn có bao nhiêu đó mọi người dùng tạm nha. Trò đổi quà này hay nha. Mình cứ làm như vậy đi, ai cũng có nhiều đồ ăn ngon để ăn, lại còn rất vui nữa. Phải đó. Đúng rồi, mày lại đổi quà tiếp nha. Tất cả là nhờ sóc nâu anh đó. Cậu ấy đã nghĩ ra cách đổi quà. Lần trước cậu ấy đổi cho anh bao nhiêu là hạt dẻ ngon. Chúng ta càng thêm gắn kết và yêu thương lẫn nhau nữa. Xấu hổ quá. Mình đã nghi ngờ cho mọi người rồi. Hóa ra tốt bụng với người khác cũng chính là đem lại niềm vui và lợi ích cho mình. Nhành lan quý. Ba còn mệt, sao không nghỉ cho khỏe hẳn đã? Nhỡ bệnh tình tái phát lại thì làm sao? Ừ, một ngày không ra đây là ba cảm thấy thiếu thiếu gì đó. Ba, ba ơi! Ba anh bị tai biến nhẹ, hiện tại ông phải nghỉ ngơi. Gia đình nên chú ý tránh nắng gió. Nếu có hiện tượng gì bất thường thì gọi ngay cho chúng tôi. Dạ, cảm ơn bác sĩ. Ba dậy ăn ít cháo cho đỡ mệt. Đã gần một tuần nay ba chưa ra thăm vườn lan, không biết chúng thế nào rồi. Con đưa ba ra ngoài vườn có được không? Ba còn rất yếu, bác sĩ đã dặn kỹ là ba cần phải nghỉ ngơi tĩnh dưỡng. Ba cứ yên tâm nghỉ ngơi đi, còn vườn lan cứ giao cho con chăm sóc. Ừ, lan ưa ẩm và bóng râm, nhưng mà cũng cần có đủ ánh sáng đó con à. Dạ, ba nghỉ đi, con biết mình phải làm thế nào mà. Sao lại có một cái cây còi cọc héo úa thế này nhỉ? Cây thế này làm sao sống được chứ? Ba ơi, ba xem này. Có chuyện gì mà con có vẻ sốt sắng vậy? Thành phố tổ chức cuộc thi Hoa Phong Lan thành phố đấy ạ. Ba con mình cùng tham gia nhé. Con tin ở thành phố này không có vườn phong lan nào đẹp như vườn phong lan nhà mình. Ừ, ba trông cậy vào con đó. Chứ ba như thế này chỉ ngồi cổ vũ con thôi. Ba cứ yên tâm, con sẽ không làm ba thất vọng đâu. Quái lạ, cây lan vũ nữ ba treo ở góc kia đâu rồi nhỉ? Lan vũ nữ ư? À, có phải cái cây lan còi cọc eo uột héo úa ở góc kia không ba? Ừ, đúng rồi. Có ông bạn miền núi tặng ba đấy, quý lắm. Ba quên không dặn con chăm sóc nó cẩn thận. Ôi trời ơi, cây lan đấy eo uột thế, sống làm sao được mà chăm lo cho phí công hả ba? Con vứt nó đi lâu rồi. Con,
trời đất. Bà thấy đấy, giỏ hoa nhà mình nổi bật nhất giữa hội thi, chắc chắn sẽ đoạt giải. Con trai của bà cũng có tài chăm sóc cây cảnh lắm đấy chứ. Chào anh có phải là người sở hữu vườn lan lớn nhất thành phố không? Chúng tôi đã nghe kể rất nhiều về anh. Vâng, là tôi đây. Đây là ba của tôi. Dạ, chào ông. Quả đúng như là lời đồn, cây lan nhà anh thật là độc đáo. Đúng vậy, chắc hẳn anh đã phải mất rất nhiều công sức để chăm sóc nó. Đúng, dĩ nhiên là thế rồi. Ông ấy là ai vậy nhỉ? Chậu lan mới tuyệt làm sao? Đúng vậy, một loài lan quý hiếm. Kia có phải là ông Minh cùng phố với nhà mình không ba? Sao ông ấy lại có được cây lan độc lạ như thế cơ chứ? Ông ấy đâu phải có điều kiện lắm đâu. Chào mọi người. Chào ông. Giỏ lan của ông đẹp quá, một vẻ đẹp kiêu sa, tinh tế. Ông có thể tiết lộ cho chúng tôi biết đây là loại lan gì không ạ? Cây lan đẹp quá. Trước tôi cũng có một cây lan vũ nữ. Đáng tiếc là nó đã bị sâu bệnh nên bị vứt đi, có đúng không? Sao bác biết ạ? Đây là cây lan còi cọc sâu bệnh mà bác đã nhặt được ở cổng nhà cháu khi cháu vứt bỏ nó đó. Không thể nào, không thể như thế được. Cây lan đó chẳng phải sâu bệnh nặng rồi ư? Sao giờ? Con trai, con có biết nhiều giỏ lan xinh đẹp trong vườn nhà ta, có nhiều cây cũng đã từng là những gốc lan khô héo hay sao? Con tiếp quản vườn lan của ba khi cây nào cũng tươi tốt, ra hoa rực rỡ. Con không biết là... Con à, vẻ đẹp luôn được tạo ra từ đôi bàn tay cùng sự nhẫn nại tận tâm của con người. Đừng bao giờ từ bỏ điều gì khi vẫn còn hy vọng. Con hiểu rồi ạ. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.